từ mẹ gửi mắt nhắm tịt. Chào mắt nhắm tịt của mẹ. Mẹ cứ nghĩ mãi nhưng vẫn quyết định gọi con bằng cái tên này. Cậu bé mắt nhắm tịt của mẹ ạ. Vì mẹ không thể ngờ đôi mắt nhắm tịt của con lại có khả năng kỳ diệu đến như thế. Mắt nhắm tịt có biết con đã làm mẹ cực kỳ đau đầu không? Mẹ đau đầu khi thấy con vò đầu bứt tai, đánh đấm với quyển vở chỉ vì con không tìm nổi một từ tiếng Việt để điền vào chỗ trống. Mẹ đau đầu khi thấy mỗi bài văn con chỉ bắt đầu với một dòng và rồi dừng lại ở đó. Mẹ đau đầu khi con nhắm tịt mắt lại với những thứ con ghét. Nhưng mẹ đau đầu nhất là không tìm ra được cách nào để giúp con cả. Đau đầu rồi thành giận dữ. Mẹ trách mắng con và nghĩ con là một cậu bé ngốc nghếch. Đã có lúc mẹ đầu hàng và nghĩ: chỉ cần mẹ mua cho con một quyển sách giải hay một quyển văn mẫu thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Thật may mẹ đã không làm thế. Mẹ đã lựa chọn một việc khó hơn đối với mẹ và đối với cả con. Đó là yêu cầu con thực hiện bản giao kèo 10 ngày. Thú thực thì ban đầu mẹ không tự tin lắm với bản giao kèo này đâu. Mỗi lần mẹ nhận bản thảo từ con và đọc, mẹ mỉm cười, mẹ nhíu mày hoặc yêu cầu con thử viết thêm gì đó. Nhưng thật ra trong lòng mẹ rất lo đấy, mắt nhắm tịt ạ. Mẹ lo con sẽ đầu hàng, mà như thế là mẹ cũng sẽ đầu hàng với nhiệm vụ để con tự viết của mình. Con biết không, con đã dạy cho mẹ một bài học thật lớn từ những trang viết. Bài học về niềm tin. Mẹ nhận ra vì lo lắng, vì mất kiên nhẫn và bực tức với con, mẹ đã để quên niềm tin của mình ở đâu đó. Vì bận nghĩ cách xử lý đôi mắt nhắm tịt của con mà mẹ quên mất, đó thực ra chỉ là cách con trốn vào thế giới bên trong mình. Nhưng cũng chính con đã làm cho thế giới ấy và thế giới con nhìn thấy không còn khoảng cách. Khi mở mắt, con đã nhìn thấy một thế giới thật kỳ diệu, một thế giới vừa quen vừa lạ với mẹ. Mẹ không biết trong căn phòng bé tẹo mà ngày nào mẹ cũng cáu kỉnh nhắc con dọn dẹp, lại có nhiều vùng đất bí mật như thế. Mẹ không biết một cậu bé nhắn nhít như con lại kiên nhẫn ngắm nhìn từng giọt nước, từng chú bọ rùa. Mẹ không biết hóa ra vì bận rộn mẹ cũng nhắm mắt mất rồi. Vì mẹ chẳng bao giờ biết những chiếc lá rơi lại đẹp đến thế. Cũng chẳng biết khu phố nhà ông bà mình còn có những người hàng xóm vất vả. Mẹ cũng không biết mắt nhắm tịt lại biết nhiều từ ngữ thú vị đến vậy. Hình như đó vẫn là những từ ngữ con dùng hàng ngày. Những từ mà mẹ đã nghĩ chúng thật khô khan, trẻ con và lủng củng. Mẹ đã không nhận ra khi con được tự do viết điều con nghĩ, những từ ngữ ấy trở thành thế giới của riêng con. Mắt nhắm tịt ạ, mỗi buổi tối mẹ đều đọc những gì con viết thêm một lần và cả nhiều lần nữa trước khi đặt nó lại trên bàn học của con. 10 ngày qua, khi con dần mở mắt nhiều hơn, mẹ không còn sốt ruột khi đứng chờ đèn đỏ. Vì mẹ ngắm nhìn cây bàng góc phố đang chút lá. Mẹ không thấy mệt khi dọn dẹp vì nghĩ đến một thế giới kỳ diệu đang ở trong chính tấm gương mẹ lau. Mẹ hạnh phúc hơn khi đứng trong căn bếp vì mẹ tưởng tượng ra mắt nhắm tịt đang nhìn mẹ từ góc nào đó trong nhà và đón chờ những món ăn của mẹ. Con thấy không? Thực ra môn tiếng Việt đâu có đáng ghét như con nói. Nhờ có những từ ngữ, câu văn mà con có thể ghi lại thế giới mà con thấy. Rồi cả mẹ cũng được thấy nữa. Con cứ nghĩ mà xem, nếu con chẳng có các từ tiếng Việt ấy thì thế giới đó chỉ ở trong đầu con. Rồi con sẽ dần quên mất và thế là chẳng ai còn biết chúng tuyệt vời như thế nào nữa. Con thấy không, khi con biết quan sát mọi thứ xung quanh, biết đặt suy nghĩ vào chúng, thì việc viết ra đâu có tắc tị nhỉ?
chẳng phải biết bao từ tiếng Việt đã được con lôi ra dễ dàng. Và 10 ngày này, chẳng phải con đã làm được 10 bài tập làm văn rồi đấy sao? Mẹ nghĩ, chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không tiếp tục đúng không? À, tất nhiên là bản giao kèo đã kết thúc. Con sẽ được đi học và không phải nộp bản thảo hàng ngày. Nhưng con cứ hãy tiếp tục ghi lại những điều thú vị quanh con. Mẹ sẽ luôn là độc giả trung thành của con. Lần này, mẹ sẽ không để cho mắt nhắm tịt phải tự thân vận động nữa đâu. Mẹ con mình sẽ là đồng đội, cùng quan sát, cùng tìm ra những từ thật hay để nói về thế giới của con nhé. Cầm bút lên thôi, mắt nhắm tịt à. Có cả một thế giới bằng ngôn từ đang chờ con đấy.